thống âm thanh thì sáng giờ anh em đã test xong rồi. Và bây giờ thì test hệ thống ánh sáng nữa. Sau khi test hệ thống ánh sáng này xong, dọn một đống loa này với thời tiết đang là 35 độ, rất là nắng, thì bác chủ nhà đã chuẩn bị sẵn sàng. Đấy, một mâm cơm để mời anh em kỹ thuật làm vài ly xong rồi lên đường. Đấy. Và chỉ có mỗi cái thằng em lái xe này là thiệt thòi nhất thôi. Ok. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Mấy ông lên như thật đấy. Hiện tại là bây giờ là 5 giờ sáng, thì chạy xuống đến nơi thì chắc khoảng tầm 8 giờ. Anh em đã có mặt ở đây từ 4:30. Xin gửi lời chào đến các bác đang theo dõi kênh truyền thông chính thức của công ty Khang Phú Đạt Audio. Ngày hôm nay thì bọn em đang có mặt tại Bến Cát Bình Dương để bàn giao một hệ thống, một combo đi làm show cho anh Lượng. Thì combo ngày hôm nay đầy đủ, đồng bộ đến từ thương hiệu Sarasao với loa full HS15 cặp súc ST218S. Thì xin mời các bác sẽ cùng theo dõi video để xem một ngày làm việc, một ngày setup của anh em Khang Phú Đạt sẽ như thế nào và đánh giá về chất lượng âm thanh mà anh Lượng đã đầu tư. Và nếu các bác thấy yêu mến bọn em thì hãy cho anh em Khang Phú Đạt một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ những video tiếp theo của Khang Phú Đạt Audio. Còn bây giờ thì chờ anh em xuống hàng và setup thôi. Cái này thì đánh hơi cực phê đây. Xin giới thiệu với các bác, đây là cấu hình loa mà ngày hôm nay anh Lượng đã đầu tư ở Khang Phú Đạt Audio, gồm một cặp súc ST218S, dòng bass 50, côn 125 từ 280. Dòng này thì đánh đường hơi nó sẽ dài và nó sẽ đi được xa hơn. 4 cặp full HS15. Đây các bác có thể xem. Công suất ổn định là 500W và công suất max, công suất đỉnh là 2000W, sẽ đáp ứng từ giải tần 40Hz đến 20kHz. Độ nhạy là 100dB và chơi ở chế độ 8 ohm. Còn súp ST218S, độ nhạy của con súp này là 102dB, công suất ổn định là 2500W và công suất max, công suất đỉnh là 5000W và chơi ở chế độ 4 ohm. Dòng này là dòng súp đôi nên sẽ đánh ở chế độ 4 ohm nha các bác. Thì cho các bác nhìn tổng quan về dàn loa mà bên anh Lượng đã đầu tư ở Khang Phú Đạt Audio. 4 cặp. Nếu như mà anh Lượng muốn dùng monitor thì sẽ dùng một cặp xuống để đánh monitor. Và sẽ cho các bác xem cấu hình tủ máy ngày hôm nay bọn em đã tích hợp cho anh Lượng những sản phẩm nào. Đầu tiên á là một con mixer Dynacorp CMS1000 hàng cao cấp của bên Khang Phú Đạt phân phối. Thì con mixer này sẽ có hai bộ nhớ effect riêng biệt và effect của con này thì cực kỳ hay nha các bác. Tiếp theo là một con quản lý nguồn Kiwi, một bộ micro ST6288. Và micro ST6288 này thiết kế 4 dâu giúp cho các bác đi làm show sẽ có cái tầm thu của mic được xa. Và bên em đã test thực tế với khoảng cách là 100m thì micro thu cực kỳ ổn định nha các bác. Và micro 6288 này đã được nâng cấp lên tần số đầu 7 giúp không bị đá sóng, không bị nhiễu sóng trong quá trình mình sử dụng DSP306 với 3 in và 6 out, một con cốt rất nổi tiếng của bên Khang Phú Đạt Audio. Một con cục đẩy S4150XL 4 kênh với công suất 1 kênh là 1500W ở chế độ 8 ohm. Cục đẩy này sẽ đánh cho 4 cặp full nha các bác, full HS15 bass 40. Và cục đẩy S2180XL thì cục đẩy này sẽ đánh cho con súp đôi với công suất 1 kênh ở chế độ 8 ohm là 1800W và đánh cho súp thì sẽ xuống 4 ohm với công suất là 2800W. Và với cấu hình tủ máy và tất cả loa hệ thống bên em bàn giao cho quý khách hàng, bên em sẽ bảo hành cho quý khách hàng từ 12 đến 36 tháng tùy từng thiết bị, tùy từng sản phẩm. Ví dụ như loa thì bên công ty sẽ bảo hành cho quý khách hàng là 24 tháng. Mixer và quản lý nguồn và micro sẽ bảo hành cho quý khách hàng là 12 tháng và cục đẩy sẽ bảo hành cho quý khách hàng là 36 tháng. Và trong thời gian bảo hành thì hoàn toàn miễn phí. Những linh kiện mà hư hỏng thì bên em sẽ thay thế chứ không sửa chữa, nên quý khách hàng sẽ vô cùng yên tâm về chế độ bảo hành sau khi mua hàng của Khang Phú Đạt Audio.
và song song với gói bảo hành thì sẽ áp dụng gói bảo trì định kỳ 6 tháng một lần trong vòng 1 năm đầu tiên. Thì đội ngũ kỹ thuật của Khang Vũ Đạt Audio sẽ về và kiểm tra tất cả các sản phẩm, kiểm tra tất cả các linh kiện để cho trong quá trình sử dụng của quý khách hàng được ổn định nhất và tuổi thọ của sản phẩm được nâng lên rất là nhiều. Cái giác tổng này nè anh Thông, nó phải nằm về nè, chứ nó nằm một chiều là nó đụng. Trúng đầu này anh phở trúng đầu thì nó đá nhau. Bắt buộc nó phải kiểu đấy. Anh em chuẩn bị set cho kỹ thuật tiện hôm nay thể hiện cho khách hàng. Đây là kỹ thuật sơn, đây là kỹ thuật tiện. Tắt cái nhạc cho anh. Chúng tôi xin thông báo. 6 7 6 7 6 7. Ok, đúng rồi, đừng có cho nó vượt quá, đừng cho cái gen này đầu ra đầu vào nó lớn quá thì khi ra đến đây là nó vỡ nát ngay từ cái đầu vào. Lúc nãy mình giảm ở đây rồi, mình chưa làm gen lại thì cái tiếng nó sẽ nhỏ lại đó. Bình thường là để khoảng tầm như thế này này đó, lơ 6 đấy, khoảng tầm mức 0 là nó cũng kíp rồi. 6 7 lơ 6 7 6 7. Còn cái đường xúc này mình muốn cho vào xúc này. Đầu tư thêm 4 cây đèn bằng LED của thương hiệu Fedvision FR36PT đấy, và một con đèn pin 18 bóng với lại một cái bàn DMX512. Thì bây giờ anh em bắt đầu là test luôn hệ thống âm thanh, thì sáng giờ anh em đã test xong rồi đấy. Và bây giờ thì test hệ thống ánh sáng nữa. Sau khi test hệ thống ánh sáng này xong đấy, dọn một đống loa này với thời tiết đang là 35 độ, rất là nắng.
thì bác chủ nhà đã chuẩn bị sẵn sàng đấy, một mâm cơm để mời anh em kỹ thuật làm vài ly xong rồi lên đường đấy. Và chỉ có mỗi cái thằng em lái xe này là thiệt thòi nhất thôi. Ok, rồi kết nối bàn đèn vào thì anh em test ánh sáng, ở ban ngày thì chỉ test các chương trình thôi, rồi hiệu ứng thì nó sẽ không có được đẹp. Hệ thống loa ngày hôm nay thì bọn em đã bàn giao cho anh Lượng. Xin hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Và thắc mắc gì thì liên hệ vào số hotline của công ty Khang Phú Đạt Audio nha các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.